Mới đây, tập đoàn Osdor đã mở rộng mạng lưới phân phối tại tỉnh Bắc Giang. Một showroom về sản phẩm của tập đoàn mới được đưa vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu tại chỗ của người dân trong tỉnh. Theo đó, công ty trách nhiệm hạn cơ khí Ngọc Quyên sẽ là đại lý phân phối cửa cuốn và phụ kiện kính Osdor, cửa nhôm Topan, cửa gỗ hưu của tập đoàn Osdor. Đây là tập đoàn sản xuất và cung cấp các giải pháp về cửa thông minh mang thương hiệu Việt Nam. Việc tập đoàn Osdor đặt đại lý phân phối chính thức tại thành phố Bắc Giang sẽ tạo ra công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương, đồng thời góp phần cung cấp hệ thống cửa nhôm mang thương hiệu quốc gia cho các công trình xây dựng. Trong những năm qua, bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tập đoàn Osdor cũng luôn quan tâm chú trọng đến các hoạt động xã hội, mỗi năm dành hàng trăm triệu đồng để ủng hộ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tặng các suất học bổng cho sinh viên có thành tích cao trong học tập của nhiều trường đại học trong cả nước.